mấy chị ngồi đó. Ở đây dịch vụ massage ở đây chắc là cao cấp hơn. Ở đây những quán spa massage có nha, mấy cái quán mà hơi đèn nó hơi tối tối màu nó 12 giờ phía khách cứ không có, nhưng mà họ vẫn mở ha. Khu này hay nè, không biết họ mở như thế này để làm gì. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 11 giờ 20 phút tối ngày 1 tháng 6 năm 2023. Đây có một xe bún cá 25.000, bún cá Châu Đốc. Đó, em đang chạy ở trên con đường Nguyễn Văn Linh giao với lại con đường Nguyễn Lương Bằng nơi khu vực Phú Mỹ Hưng, thưa cô bác anh chị. Đây là ngã tư này, bên phải về khu chế xuất Tân Thuận, Huỳnh Tấn Phát. Bên trái chạy về Bình Điền, An Lạc. Buổi tối hôm nay em mời cô bác anh chị đi dạo phố một chút ở khu vực nhà giàu Phú Mỹ Hưng. Và bây giờ thì 11 giờ 20 rồi đó, gần nửa khuya rồi. Đấy, phía trước đi thẳng thì chúng ta đi về chợ Tân Mỹ, thưa cô bác anh chị. Đấy, kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi tối dạo phố thật là thú vị, nhiều niềm vui và sức khỏe. Đó, buổi tối người ta đi làm về đó, sau một ngày vất vả mưu sinh. Xe này đang quẹo phải. Ở đây đi thẳng thì cô bác anh chị về chợ Tân Mỹ. Em sẽ quẹo trái trên con đường Nguyễn Văn Linh, hướng một chút về khu phố nhà giàu Phú Mỹ Hưng. Tất nhiên Phú Mỹ Hưng nó rộng lớn lắm, thưa cô bác anh chị. Đoạn này là chúng ta sẽ đi về hướng của cái trung tâm thương mại Vivo City đó, hoặc là về hướng huyện Văn Linh với huyện Hữu Thọ. Bên trái em là Crescent Mall, khu vực cầu Ánh Sao, thưa cô bác anh chị. Bây giờ gần 12 giờ tối, giờ khuya rồi, cho nên là phố xá nó sẽ vắng hơn một chút. Hôm nay thì em đi rất là khuya, có một chút công việc ban ngày tới giờ mới sắp xếp mời cô bác anh chị đi dạo phố. Lâu lâu thôi chúng ta đổi một chút cái không khí con cò mà đi ăn đêm đây. Đường Nguyễn Văn Linh này thì phía sau lưng là khu chế xuất Tân Thuận, phía trước thì đi về quốc lộ, cho nên là xe công nhiều. Cô bác anh chị thấy là bên trái của em toàn là xe công, xe bồn chạy không thôi. Đi khuya khuya như thế này thì chắc chắn là không thấy cái cảnh kẹt xe ồn ào náo nhiệt đâu, mà đôi khi thì nó còn vắng nữa. Người ta hay nói là đi đêm có ngày gặp ma đó cô bác anh chị. Em mà lâu lâu cũng hay đi đêm, nhưng mà cũng rất là may mắn chưa có hồi nào thấy ma. Sài Gòn mình về đêm mùa này thì sợ ma đầu đen hơn là ma bình thường. Bây giờ đời sống vất vả khó khăn lắm, rồi đâm ra người ta gọi là bần cùng người sinh đạo tặc các cô bác anh chị. Tối đi dạo mà ở như những cái khu vắng vắng thì như cũng sợ. Tuy nhiên thì cái khu Phú Mỹ Hưng này thì nhiều khi có cái đội bảo vệ của bác anh chị, người ta trực 24/24 mà phản ứng nhanh á, cũng đỡ. Đó, đây mời cô bác anh chị vào mấy cái khu ăn chơi của Phú Mỹ Hưng, xem thử coi cái giờ gần 12 giờ khuya như thế này thì người ta đèn đuốc quán xá nó như thế nào, đặc biệt là trong những cái ngày mà Sài Gòn mình cũng đang khó khăn về mặt kinh tế. Và tất nhiên là những cái số phân tích báo chí những ngày gần đây thì cô bác anh chị thấy là tăng trưởng ha, nhưng mà em thấy là
nhà cửa cho thuê quá trời, không ai thuê, mặt bằng mà đóng cửa các cái thương hiệu lớn càng ngày càng nhiều. Cái đó thì em cũng không biết số liệu như thế nào, em chỉ chia sẻ những cái hình ảnh thực tế của Sài Gòn mình ngày hôm nay thôi. Phía trong lên này xe công người ta cũng chạy, đôi khi cũng nguy hiểm. Em mặt tiền các cái thương hiệu lớn ở Phú Mỹ Hưng. Rồi, xe công ha, lạ không? Mấy cái kiosk shop house ở mặt tiền này đâu mướn, cho mướn hồi giờ đâu có được đâu. Đó, có mấy anh chị thấy không? Lạ lắm nha. Nhiều lắm, cả hai bên đường Nguyễn Văn Linh. À, từ mùa dịch cho tới bây giờ suốt cả vài ba năm hơn rồi mà vẫn không có khởi sắc được, không biết lý do tại sao. Phía trước thì chúng ta sẽ đi tới cái ngã tư lớn, đó là Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh, nơi đang xây dựng cái hầm chui. Cái hầm này nghe đâu là cũng khánh thành để đưa vào sử dụng giảm ùn tắc, nhưng mà cho tới bây giờ chưa thấy động tĩnh gì. Mà nhiều khi làm cái hầm ở đó nó còn đường xá nó xấu hơn, xe cộ khó đi hơn. Tối ở trong mấy cái đường này xe công người ta đua nhau chạy luôn á, cũng ghê. Ở đây có con đường Bùi Văn Đoàn, là một con đường lớn. Chắc là ở bên tay phải của em nè, ngay cái ngã tư. Đây là ngã tư đường Nguyễn Văn Linh với lại chắc là Bùi Văn Đoàn đây. Em mời cô bác anh chị quẹo bên tay phải con đường Bùi Văn Đoàn nha. Bùi Văn Đoàn, Đoàn. Khu phố này thì chủ yếu là loanh quanh ở khu vực Phú Mỹ Hưng, người ta sử dụng dịch vụ khu phố Hàn Quốc. À, đây là con đường Bùi Văn Đoàn. Có những hàng quán người ta đang kinh doanh buôn bán cả đêm. Khu này là khu Hưng Phước, Mỹ Phước là nó có mấy anh chị. Đó. Quán đêm vẫn vẫn mở ha. Có điều là hơi vắng.
em chạy tới cuối đường Bùi Văn Đoàn. Đêm khuya thì nói chung là chắc là người ta mở để phục vụ những cái khách đi chơi về khuya hoặc là thích đi ăn khuya thôi, nhưng mà cái đối tượng khách đó thì nó không có nhiều. Đường xá nó vắng hơn. Trời, nó yên tĩnh thấy gớm luôn. Quán xá ở đây tối người ta đóng cửa, người ta không có đóng cổng ha, không có cổng. Đó. Để ghế rồi trống trống ngoài giữa sân vậy đó. Đó, một số quán thì không có khách nhưng mà người ta vẫn mở. Nó 12 giờ phía khách khứa không có nhưng mà họ vẫn mở ha. Khu này hay nè, không biết họ mở như thế này để làm gì. Khu Phú Mỹ Hưng này á, nó không phải là một cái khu ăn chơi theo cái kiểu là ồn ào náo nhiệt thưa các bác anh chị. Thường thì khách người ta không có nhậu nhẹt vô họ đây, nhưng mà không hiểu những quán người ta mở khuya như vậy để làm gì, trong khi không có khách á. Nhân viên thì nhiều khi họ ngồi họ bấm điện thoại cho vui vẻ. Quán ăn đêm luôn nè. Biển nhớ. Ở một ít quán thôi, không phải tất cả. Còn những quán thì nó cũng mờ mờ ảo ảo ha, đó đó. Bùi Văn Đoàn. Bùi Văn Đoàn đây thưa cô bác anh chị, em chạy thẳng qua bên kia xem thử coi Sắm Nhà Giàu Phú Mỹ Hưng thì tối có nhiều quán người ta mở cả đêm hay không. Đây những quán spa, spa massage có nha. Mấy cái quán mà hơi đèn nó hơi tối tối màu màu, chắc massage theo kiểu Hàn Quốc. Đây massage này có anh chị đó. Massage đó cũng nhiều chứ. Strong. Night bar. Đa số là những quán bar massage ban đêm. Rồi các anh chị mấy
mấy chị ngồi đó. Ở đây dịch vụ massage ở đây chắc là cao cấp hơn một số nơi khác, nhưng mà chắc có nghĩ em nghĩ là cao cấp nhất có lẽ là ở bên ngay khu vực phố Nhật rồi, phố Nhật Lê Thánh Tôn mà các anh chị. Đa số là giờ này còn hoạt động là một số quán ăn, còn đa số là các cái quán massage. Hôm nay trời Sài Gòn rất là nóng, nắng nóng thích hợp để đi massage. Con đường Bùi Văn Đoàn, xe cộ người ta đậu tùm lum ở ngoài ha. Đó, một số cái quán bar ở đây nè, nó rất là yên tĩnh đấy các anh chị. Bar ở đây theo một cái kiểu là đằng sau bức tường đó, mở cái cửa ra đi vào sâu bên trong thì chúng ta mới thấy. Em nghĩ như vậy thôi nha, chứ cái khu này em cũng đã đi bao giờ đâu mà biết, ít đi ban đêm lắm. Hôm nay mới là lần đầu tiên em đi ban đêm cái khu này, là massage này các anh chị. Có mấy cái bạn massage rồi này kia đó. Đây là nhà cho thuê cũng nhiều lắm nha, trong này nhà cho thuê cũng nhiều. Ở đây là một số quán á, mở ban đêm, quán nhậu này hầu như là không có khách mà người ta vẫn mở. Ở đây có vẻ như là nó bí ẩn hơn, nó hơi kiểu massage bí mật vậy. Nó không có giống những cái quán lộ thiên bình thường. Bùi Văn Đoàn đây thưa các mấy anh chị, em cứ chạy dọc dọc theo con đường chính, cắt ngang con đường chính. Ở đây nó massage kiểu phía sau bức tường, không biết là tò mò nha. Đó, cái xóm Hàn Quốc nè, xóm nhà giàu, họ có cả những cái quán ăn mở tới khuya, mặc dù không có bao nhiêu khách, không có khách, không phải là một cái khu ăn nhậu nhộn nhịp sầm uất các anh chị. Khách sạn mà trang trí đẹp không. Khách sạn mà trang trí rất là đẹp. Rồi tới tối người gì người ta đi ngoài đường lạng vạng như thế này này các anh chị. Đi qua đi lại đi tùm lum, giống như chỗ không người vậy. Ngộ à, đây là lần đầu tiên em đi về cái khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng này vào bây giờ cũng 12 giờ rồi thưa các anh chị, gần 12 giờ, 11 giờ 40 rồi. Lần đầu tiên em đi về đây như thế này. Giờ này đa số là các cái tiệm massage người ta còn hoạt động đó. Một vài tiệm ăn uống ở đây, xe cổ em thấy quăng tùm lum, xe máy á nha, quăng tùm lum vỉa hè không có ai luôn á, tới thui à. Chắc trong này không có dễ xảy ra cướp giật. Khách sạn
Bùi Văn Đoàn đó, em cứ chạy lòng vòng. Quán xá không khí rất là im ắng. Quán giờ không có khách mà vẫn hoạt động rất là hoành tráng luôn. Bên trái em đây có một cái chắc là quán bar biệt club mới hay sao á, làm nhìn rất là nổi bật cả con phố. Người ta để mấy cái vật cản dưới đường như thế này là để không khách không có đậu xe lung tung của mấy anh chị trước cửa hàng của người ta, người ta không có cho đậu xe. Massage bên trái của em nữa này, nhiều cái tiệm massage đó, khách sạn massage. Massage rất nhiều cô bác anh chị. Massage tẩm quất. Ở đây là lần đầu tiên em mới đi vào trong cái khu này và 12 giờ khuya như thế này á. Xưa giờ không? Em không có biết. Tưởng là cái khu này về khuya thì nó tối thui á, người ta tắt đèn đi ngủ hết. Nhưng mà không phải. Hôm nay thấy cũng rất là sáng sủa đó chứ. Còn những quán xá ngon lành lắm, thoải mái. Phía trước là ra Nguyễn Văn Linh rồi thưa cô bác anh chị. Em chạy một vài vòng ở đây.
đây đa số là các cái quán ăn Hàn Quốc. Cho một tí đèn pha xa xa cô bác anh chị thấy cho nó dễ. Bên phải đây là chúng ta quẹo ra ngay Nguyễn Văn Linh luôn rồi thưa cô bác anh chị. Đây này, ra Nguyễn Văn Linh. Đây ngay công an phường Tân Phong. Rồi quẹo phải chúng ta chạy về hướng của An Lạc ha, Bình Điền, An Lạc. Trạm y tế và công an phường nằm ở đây. Nhiều cái cơ sở massage. Đây là đường Bùi Văn Đoàn thưa các bác anh chị. Sài Gòn mình người ta gọi là Sài Gòn không ngủ, ăn chơi theo cái kiểu mỗi nơi mỗi khác. Khu nhà giàu có kiểu của nhà giàu, khu nhà nghèo có kiểu của nhà nghèo. Không có khu nào tối im lìm hết cả. Chắc có mấy khu biệt thự riêng biệt. Đây cũng là một cái con đường nhộn nhịp của Phú Mỹ Hưng, Phạm Văn Nghị. Có con đường này lúc nãy em chưa có đi nè. Chạy vào thử này. Nhà cho thuê ở đây còn quá trời luôn ha. Ô cha. Đêm hôm mà mấy cái bạn cho thuê nó to quá, nó làm cho mình chạy ngang mình cũng phải thấy. Cho thuê to ghê không có bán gì. Mấy người nước ngoài ở đây người ta cứ lọ mọ trong đêm vậy đó. Đó, nhìn thẳng qua bên kia của Bùi Văn Đoàn cũng còn rất là nhộn nhịp sáng trưng. Mời cô bác anh chị vừa phải đi hướng về Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh. Đó, Sài Gòn về đêm khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng đó. Một cái vị trí nhỏ của Phú Mỹ Hưng thôi, nhưng mà có lẽ nó cũng là cái nhìn chung cho toàn khu. Cũng có nhiều nhà hàng bán ăn đêm, cũng có các cái tiệm massage sau tấm rèm. Có nghĩa là nhìn bề ngoài thì rất là khó biết đó các anh chị. Không có ồn ào náo nhiệt, các cái bar của họ cũng rất là nhẹ nhàng ha. Không có nghe trống nghe nhạc DJ sập sình như các cái khu khác, nó rất là nhẹ nhàng. Không biết bên trong đó họ chơi như thế nào.
chắc là em chỉ dừng lại ở vị trí đi dạo phía ngoài thôi, còn bên trong thì không khám phá được. Đi thẳng thì chúng ta đi về Vivo City, đây em chạy về Vivo City này, hoặc là chúng ta có thể đi về khu Trung Sơn, Bình Chánh, ra Bình Điền, ra An Lạc, quốc lộ. Cũng còn rất là nhộn nhịp ồn ào chứ, đặc biệt là mấy chiếc container đi làm thâu đêm ồn ào. Đây bên phải của em là Vivo City, có bao nhiêu vậy? Tối người ta cũng đóng cửa. Đó, Vivo City đó. Đi thẳng này thì có cái đường đi ra phía ngoài Lê Văn Lương. Tối thì người ta đóng cửa ra. Đây là vô bãi giữ xe của Vivo từ đường Nguyễn Văn Linh nè. Thời trang. Ở đây đã quá, đẹp quá. Đó, Unique Willow đó. Đi ngay Vivo, gió thổi quá trời. Gió thổi Vivo luôn. Và anh chị nghe tiếng gió lùa. Hướng này là vô ga hầm gửi xe hơi, rồi chạy qua bên kia thì ra xe máy. Đó, bên phải là chúng ta quẹo qua hầm xe máy. Đi thẳng qua đây là hầm xe hơi. Đây là Lê Văn Lương, thưa quý anh chị. Lê Văn Lương quận 7. Một chút tình hình hình ảnh của cái khu vực Phú Mỹ Hưng. Em xin tạm dừng các clip ở đây. Bên trong bên trái của em ra đường chính này cũng có khu nhà giàu này. Đó, đi vô khu nhà giàu đó. Hướng này chúng ta đi ra đường Lê Văn Lương hoặc là quẹo trái ra ra Lê Văn Lương, quẹo trái ra Nguyễn Văn Linh được, và phải Lê Văn Lương đi ra Trần Xuân Soạn. Là em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có những giây phút dạo phố lạ lạ vào 12 giờ khuya ở cái khu vực của Phú Mỹ Hưng, cái khu nhà giàu.
Hàn Quốc. Xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn bình an, sức khỏe và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Và đây là cái vị trí của con đường Lê Văn Lương đây thưa cô bác anh chị. Lê Văn Lương bên phải thì ra Trần Xuân Soạn, bên trái quẹo ra đường Nguyễn Hữu Thọ này. Ở đây chúng ta quẹo một cái ra Nguyễn Hữu Thọ này, đi thẳng lại về Nguyễn Thị Thập quận 7 nha. Khu vực này là quận 7 rồi. Đó. Đây là đường Nguyễn Hữu Thọ đây, đi thẳng lên cầu Kinh Tẻ, quẹo phải đi thẳng lên cầu Kinh Tẻ. Đó. Trường Đại học Tôn Đức Thắng này. Rồi, em tạm dừng các clip. Bye bye.